Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn nha. Đây, hôm nay dụng cụ du lịch giới thiệu cho mấy anh chị và các bạn một cái dòng sản phẩm Red Dot Labu Sotax nha mấy anh chị và các bạn. Đây, hộp nó nè mấy anh chị và các bạn thấy không? Nó nhỏ gọn ha. À, đây, mở hộp cho mấy anh chị và các bạn coi. Nó có cái bọc nữa, mình gỡ cái bọc ra mấy anh chị và các bạn nha. Đó, để làm clip cho mấy anh chị và các bạn coi. Đây. Chân của nó là chân chân 20 nha mấy anh chị và các bạn. Anh chị và các bạn nào xài rảnh 11 có thì có thể gọi là mua thêm cục chuyển đổi nha. Đây, kính mặt ngoài nó trắng gương luôn nha mấy anh chị các bạn. Đây, quay lại soi mặt mình được luôn nè. Đó. Ok, đây là Labu Sotax. Đó. Đây. Đây. Đó, full hộp nó nè mấy anh chị các bạn. Tuốt ẩm nè, rồi cái này là cái giống như là cái khóa để mà mình chỉnh lên xuống trái phải, chỉnh tâm mấy anh chị các bạn. Đây. Dây hướng dẫn nằm trong này nha. Đó. Anh chị các bạn nào có nhu cầu mua ống ngắm Red Dot, đèn pin, đèn laser đồ liên hệ với mình nha. Đây 0817884482 mấy anh chị các bạn. Đó, bây giờ hướng dẫn cho mấy anh chị các bạn cơ bản cái nha. Đây là cái nút đèn nha mấy anh chị các bạn. Đây. Đó, chỉnh đèn nhiều mức độ khác nhau ha. Sáng vừa, sáng nhất có thể rồi này kia. Đây là nút chỉnh trái phải nè mấy anh chị các bạn, chỉnh tâm trái phải nha. Đó. Nó có cái độ chỉnh sẵn cho mình nha. Đó. Đây. Cái trên này là chỉnh lên xuống nè mấy anh chị các bạn. Bên đây là cái nút mà để bỏ pin vô nè. À. Đó, rồi đây là cái nút khởi động nè, mấy anh chị các bạn. Nút này mình bấm vô là khởi động. Rồi khi mình muốn điều chỉnh mức độ sáng thì mình cứ xoay nó thôi. Nè, bấm vô cái lên đèn nè. Đó, mấy anh chị các bạn. Đó, đèn tâm màu đỏ nè, mấy anh chị các bạn thấy không? Đó. Đây, cho mấy anh chị các bạn coi. Đèn tâm màu đỏ nè. Đó, rồi. À. Đó, nó có mức độ khác nhau nha mấy anh chị các bạn. Đó, sáng nè. Đó, đèn màu xanh nè. Đó. Lên sáng hơn xíu nè, đó, sáng hơn nữa nè, đó, đó, à, ok nha mấy anh chị các bạn, đây, ra ngoài trời nè, đó, mấy anh chị các bạn thấy cái điểm xanh không, đó, à, độ nét rất là tốt, đó, điểm xanh lên cái cửa nè mấy anh chị các bạn thấy không, đó, đây do cái dòng Red Dot này là kính bắn nhanh, cho nên là nó không có phóng to, thu nhỏ hay là cái gì hết đó mấy anh chị các bạn nha, mình cứ đưa lên lọt điểm mình quất thôi, à, đây, rồi khi muốn tắt thì nhấn vô cái nút khởi động á, nhấn giữ 3 giây tắt nha mấy anh chị các bạn, đây, nhấn nè. Đó, 3 giây tắt ngay lập tức nha. Đó, tiết kiệm pin cực kỳ ha, nhỏ gọn ha. Cho mấy anh chị các bạn lắp những cái dòng giống như FX rồi những cái mẫu mà lục á ha. Nó nhỏ gọn ha. Ok, anh chị các bạn nào có nhu cầu sử dụng cái dòng kính bắn nhanh Labu Sotax này thì liên hệ shop nha. Đó, đây. Số hotline là 0817884482 nha, hoặc là anh chị các bạn có thể kết bạn Zalo số này với mình nha. Đây, rồi. Chúc mấy anh chị và các bạn một buổi chiều cuối tuần vui vẻ bên cạnh gia đình người thân nha. Đó, nhớ đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ shop nha mấy anh chị và các bạn ơi. Xin chào và hẹn gặp lại nha.